Quẹo trái nha, quẹo trái, mình quẹo trái, mã sinh nhật trái. Đường An Bình đó. Lấy gọng ra chút xíu, từ từ rồi đánh thạch lái xuống. Nói chung là thầy cho tập đường đường này chút xíu, nếu mà đi đường kia nó lẹ hơn, thấy không? Rồi tiếp tục này, liền lái nên mình cho các bạn đi sẽ ra bến xe mình, bến xe của Đà Lạt luôn. Đi đường kia nó rộng quá, mình đi về nó lẹ, thôi mình đi vòng chút xíu liền cái đường này chút, đường hơi chiều chiều chút. Đúng rồi, rồi nghiêng qua trái, rồi nghiêng vô, đúng. Đó, đường nó hơi chiều chiều vậy mới đã. Đây là đường An Bình nha các bạn ha, một là trong những con đường nhỏ. Chị xíu chị canh quán cà phê đầu bờ chị ghé cho em làm gì. Dạ quán cà phê bự làm gì nè em, chết yên nè, chết yên cái quán cà phê bự đâu có, quán cà phê nhỏ nhỏ cũng được, xe mình dừng vô hãy uống cà phê đúng thầy. À để mua cà phê hay gì. Dạ cà phê đi qua đèo Liên Khương, qua cao tốc Liên Khương mua xuống đẹp ven á, nó có cà phê ngon lắm. Chút xíu mình quẹo xuống đây nha. Đó, còn đi thẳng là Hà Huy Tập. Quẹo ngay cái chỗ cái đúng xe rồi, lên. Đó xe đang lên á, từ từ nhường cho nó lên cái, chậm lại. Đúng rồi, phải nhường cho người ta. Đó thấy không? Chút xíu mình lấy gọng qua bên trái để mình quay đầu xuống nha. Đó, đó người ta nặng đúng không? Xe nó lên. Đúng rồi,
xe đó chạy vô ngay chỗ mình đó. Xe đó chạy vô đổ đá đó, rồi lấy gọng mở xi nhan phải giùm thầy. À đúng rồi, để báo hiệu nhớ ngói sao. Tiếp tục rồi hết lái xuống luôn, không chừa lái, hết lái lè tay, đúng rồi, rồi quan sát, đúng rồi, tiếp tục nữa, buông hắn ra đi tiếp. Rồi ok, à, cũng độ dốc cao ha, có cái cầu đây nó hơi hẹp. Đi đường thì mới đã chứ. Rồi đi tiếp. Cho mặt đen mặt trắng. Lên đó chút xíu, lên trên đó quẹo trái nha. Giảm lại. Em thấy có gờ hợp, gờ mở xi nhan trái, đạp gờ tiếp, lấy gọng ra chút xíu quan sát hai bên, rồi bên lái qua, tốt, quá mượt, mượt không, ngon lành đúng không, rồi đổi số lại, thầy cứ quán cà phê ghé nhận thầy, ừ, uống liền luôn hay sao, khẩn cấp, khẩn cấp, khẩn cấp đó, cà phê đó, chế độ khẩn cấp, đâu thầy, đó, mở xi nhan phải đi, cà phê đó, lên trên chút xíu đó, ngay chỗ cà phê gì đó, nó muốn mua gì mua, đậu vô trong chút. Cái này là khách sạn hả? Khách sạn à, gọi đi tiếp. Nó khách sạn. Nó vừa khách sạn cà phê đó. Không phải đâu, cà phê khách sạn đó. Đóng cửa hả? Trên mở mà. Rồi, nghi nó vô xả nước cũ thân hay gì đây rồi. Đúng rồi. Nó biết ngay mà. Đều đều ven rồi, đều ven nó đại đi. Mà em mắc quá thầy ơi, xả nước cũng thân. Còn là nãy giờ tôi đang suy nghĩ này nó mới vừa xong. Mới vừa xong, mới cà phê xong bây giờ uống cà phê nữa. Từ kiếm cà phê cho nó đi, chứ lên xe khai mệt. Chạy ầm ầm. Từ thôi chứ đang kiếm quán cà phê. Bé này cũng ác lắm nè, đó quán cà phê bên trái kìa. Rồi mở xi nhan phải giùm thầy cái. Rồi đi sát sát vô cái khẩn cấp, khẩn cấp. Rồi ok, dừng lại phía quán cà phê bên trái ha. Rồi dừng lại giùm thầy, đừng thắng nghe sao. Đó bên trái đó, đó cà phê đó ha. Đó tha la gì đó. Ừ lẹ đi. Có cửa chưa đóng kính. Ở sao em mở cửa ra đóng lại cho mày. Bỏ tay ra mở ra lại. Mở ra lại kéo vô thôi. Đúng rồi, kéo vô. Đúng rồi, không có nắm tay cầm, nắm quẹo phải. Nắm tay cầm là mình sẽ nó cũng bung ra lại ha. Chắc. Ừ, giống như là cái kéo thắt tay như vậy đó. Rồi, nghiêng vô trong một chút. Đó, VinFast. Ok, let's go cả nhà ơi. Trái luôn nha. Nghe. Thôi chắc cũng được đâu. Để từ từ đi. Rồi đạp ga lên. Chưa biết nữa, để coi chạy vừa chưa, mới từ đây chạy về sao biết được. Rồi, cẩn thận hai bên, đi thẳng lên quẹo phải. Đi xuống dưới đèo em. Cái từ từ để hai bên xe. Ngon trước kìa. Rồi đi theo bạch vàng á ha. Đó, giống như xe mình đó, nó chiếm hết đường ha. Rồi mình đi bên cánh phải nha. Mà thôi, để coi nếu có anh gần đến nơi coi trống anh qua, còn nếu đông quá là không được, mình quẹo về phía bên phải. Rồi cứ từ từ là ra thôi, đừng có ra nhiều. Đúng rồi, nghiêng vô. Rồi đi tiếp, mở xi nhan trái với thầy. Chứ mình ra nhiều dưới.
rồi mình nhập làn này trước đi, một xíu mình nhập nha. Ở đây mình đi được hai làn, cấm xe tải ha. Rồi trống chưa, còn đông không? Còn đông mình đi làn này luôn, tốc độ 60. Rồi cứ đi làn này luôn, chưa có qua được quạch liền mày. Rồi đạp ga lên, trống chưa, mở xi nhan trái nha, đúng rồi. Rồi di chuyển qua, đừng có để cán quạch liền. Tại vì cái chặt lái làn trống là mình vẫn đi được. Đó. Rồi à, mình đã đi những cái cung đường nhỏ trong đó, rồi mình đang giờ mình ra nhập ra ngay chỗ bến xe, đi ngang bến xe mình sẽ nhập ra đề phen để mình đổi về lại thành phố Hồ Chí Minh. Thế mình đường lánh nạn ha, à, khi gặp sự cố là xe sẽ thẳng lùi thẳng đó, cho nên các bạn đừng có đậu trong đó nha, đừng có cắm trại hoặc đứng ngay chỗ đó ha, nó sẽ nguy hiểm. Còn phía bên phải là đường do Hồ Tuyền Lâm, trong đó thì có vườn địa đàng, nói chung là quán cà phê ven suối. Còn đây là thác Đa Tha La thì khách đa số là khách du lịch đi sẽ ghé này nhiều, khách nước ngoài cũng nhiều, một trong những địa điểm đón khách nước ngoài cũng nhiều, có tiếng Hàn nhiều trong đó luôn, trong đó luôn nhiều. Hiện tại mình đang vẫn cho bạn này đi di chuyển chỉ đê xuống dưới đèo. Nói chung các bạn lấy tốt vẫn đi đê được bình thường nha, chứ nó dốc cao quá mình mở xe thay đổi số cho nó ghi lại, còn này đi vẫn được bình thường. Khi các bạn đi đèo mà bị ù lỗ tai thì các bạn sẽ nuốt nước bọt. Là người ta đi làng trong là những anh em lái cứng ta mới đi làng trong không hả bạn, tùy theo tình huống ha. Thì đi ở ngoài là đi đều, còn đi trong là anh em lái cứng anh sẽ đi trong, còn mình nếu mà mình đi vô trong thì mình sẽ
sợ xe máy, dướng xe máy. Khi mình bo cua chưa được, mình bo dễ dướng xe máy lắm. Trong đường ngoài nó sẽ rộng hơn. Mình cũng đi 50, 50 mấy cũng được rồi, phải không? Mình tùy theo là đi chậm là mình đi làng trong, đi nhanh thì đi làng ngoài. Nhưng mà làng trong là thật sự là khó đi. Đối với những người mới thôi mình cứ đi làng ngoài. Còn làng trong nữa, dù ba làng gì đó thì mình vô trong mình đi, không có dưới xe máy mình vô trong. Ở trong là cực kỳ khó đi hơn ngoài rất nhiều nha bạn. Chứ không phải bạn kêu là lá yếu vô trong chạy, trong đó còn chạy khó hơn ngoài đây. Kết thúc đèo ven, mình sẽ nhập tiếp gọi là cao tốc Liên Khương. Thì cao tốc này các bạn chú ý nha, cao tốc này gọi là cao tốc bất ổn, nó nửa nạt nửa mở, nó giống như ba gọi các bạn. Thì cũng có lâu lâu có xe máy rồi có người dân địa phương người ta băng qua băng lại, người ta đập những cái giải phân cách để người ta chạy xe qua, các bạn nên cần lưu ý. Chỉ để an toàn thì các bạn phải chạy, nên chạy chính giữa làn đường để an toàn hơn.
cao tốc này có 90. Mà đặc biệt là cao tốc này nó để khu dân cư bằng khu dân cư ở ngoài khu dân cư. Các bạn thấy ngộ không? Trên cao tốc mà có để có khu dân cư ngoài khu dân cư nữa. Nên ta gọi là cao tốc nửa nạt nửa mở. Cũng có làn đường khẩn cấp đầy đủ đúng không? Nhưng mà cho 90 thôi. Người đi bộ bên kia nữa. Đây có nhiều địa điểm để các bạn tham quan lắm. Mộc Thạch rồi qua cái trạm thu phí này thì nó có cái cà phê voi, cà phê trồ. Ở phía bên tay phải bạn lối ra, chữ lối ra nó có cà phê voi, cà phê trồ. Rồi đập nhanh lên. Chỉ như làn chữa đi cho chắc cú. Đó, ngay chỗ cái bảng lối ra exit nữa các bạn ha, Đức Trọng Lâm Đồng đó, đó khu du lịch đây có Phú An cà phê trồn với cà phê voi, người ta có nuôi voi với nuôi trồn luôn. Quý vị trước mắt các bạn là phía bên này phải có một chiếc xe gắn máy đang đi ngang, nhiều khi chỗ này người ta làm, còn bên trái thì có nhiều cái lối người ta đập, người ta sẽ băng qua băng lại nên cả nhà cẩn thận. Đó, phía bên này trái có lối đập phải không? Đó, đập luôn kể cả ô tô qua được luôn. À, tại vì muốn làm cao tốc này á, ở đây để dư khu dân cư hết đâu. Thấy chưa? Muốn làm cao tốc này á thì các bạn, nhà nước phải làm một cái đường riêng ở trong đó người ta mới đi đường riêng được. Bây giờ làm cao tốc xong mà không có đường lối đi riêng đi thì bắt buộc người ta phải vô đây. Đó, nó vậy đó. Rồi các bạn thấy cao tốc là có hàng rào chặn lại hết đúng không? Rồi bên kế bên hàng rào đó sẽ một cái lối đường đi riêng để cho dân địa phương người ta đi. Bây giờ không có lối đi thì sao người ta đi, thì bắt buộc phải chạy lên đây, ta băng qua băng lại các kiểu đó bên đường bên trái xe máy nó chạy. Thì nhà ở đây, nhà của người ta trong đây là mấy cái đường đây thì bắt buộc ta phải vô ta mới đi được, khổ gì đó. Nên ta gọi là cao tốc bất ổn mà. Ta làm thì giờ làm cái đường này không có lối đi thì bắt buộc ta phải chạy qua chạy lại đó, mấy cái đường thấy không, xe máy còn
làm gì làm phải làm một cái đường riêng của người ta thì người ta mới không vô đây. Cũng khổ đó, mấy đường đất đỏ ngang qua là nhà người ta băng qua lại, nên chạy chính giữa là an toàn nhất. Đang chạy lú đầu ra cười cái hấp hồn, giống như cái cô sáng đi tập thể dục chờ ở ngay chỗ phòng của thầy nữa. Cổ mà tối tối mà có tập thể dục tóc dài dài xõa xõa cái chết cha tôi luôn, hết hồn rồi chạy về phòng liền. Trời, tóc cô nó dài hòn lòn luôn, còn màu trắng nữa chứ. Thôi là cổ tập buổi sáng. Khúc này có đường hả? Đúng rồi, khúc này có đường người ta không vô, thấy không? Nó ngồi vậy đó, đó cái này là người ta không có chạy cái khúc này. Tại sao? Bên đó có đường người ta đi, còn bên nào không có đường người ta sẽ băng qua lại. À, có đường thì ta đâu có ra, đâu có đi vô. Tại có kia là bí đường rồi, không có đường nào để đi. Nên địa hình ở đây thì nó hơi khó. À, đó băng quan lại nhiều lắm. Cao tốc đi chung song song với bên kia luôn không? Không có gào luôn không? Đường ô tô băng qua luôn đó, dẫn rồi thấy không, ngang qua đó đường vô nhỉ, vô gãy người ta cà phê. Thu tiền đều đều các bạn, cao tốc mà có thu dân cư. Bằng qua thấy không? Bây giờ đó. Anh chị đang đứng đợi để băng qua đúng không? Trên cao tốc có xe máy cài nữa. Các bạn thấy nó hơi khác biệt là trên cao tốc á, những cái biển báo hướng dẫn các bạn á, một là màu xanh lá cây, hai là màu vàng này đa số. Các bạn thấy để ý không? Còn biển trong khu dân cư của mình á, là cái đa số là những cái biển báo màu xanh dương đậm. Các bạn lưu ý không? Và đặc biệt trên cao tốc Liên Khương này là kể cả luôn cái đèn nó cũng màu xanh lá cây luôn, thấy không? Nói chung là cái màu xanh lá cây nó sẽ quan sát dễ hơn, là các bạn đi tốc độ nhanh các bạn nhìn nó dễ, hoặc là màu vàng. Còn màu xanh đây đậm thì đa số là trong khu dân cư các bạn mới thấy. Có nhiều bạn thắc mắc là nó ủa sao thầy ơi, nó có biển báo màu xanh lá cây màu xanh dương thì nó cũng
vậy thôi, cũng y chang, nhưng mà nó đỏ thay đổi màu để cho các bạn quan sát kỹ hơn, rõ hơn, dễ thấy hơn. Chưa vô được. Đúng rồi, mình cứ đi thẳng đi, đừng có sợ, xe máy hết rồi. Hên xui. Rồi vô đi. Lúc trước mình đi mình bị mấy lần các bạn, nên cũng gán ngang đúng không? Nó lâu lú đầu ra hết hồn. Cười cái nữa tới chuyện luôn. Tóc trước nha, giảm trước biển báo rồi tăng sau mặt biển. Ok mọi người, thì bây giờ mình đang xuống dưới ngay chỗ gần thác Liên Khương à, rồi xong mình sẽ ngang qua bên gọi là sân bay Liên Khương, sân bay quốc tế à, em mời xin nhìn phải, mình thì hướng bên phải. Rồi mình sẽ xin kết thúc video clip đây, cảm ơn cả nhà đã theo dõi, chúc cả nhà có những cái trải nghiệm lái xe tốt an toàn hơn. Rồi em mời xin nhanh trái nhập lại giống như xe Phương Trang. Mọi người nhớ cho mình like luôn, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem những video clip mới nha. Chúc cả nhà có những trải nghiệm lái xe an toàn hơn à, chào tạm biệt cả nhà. Mọi người có đăng ký thì liên hệ với mình trực tiếp để mình đăng ký nha. Các bạn nhắn tin không thấy trả lời, các bạn cứ liên hệ gọi điện cho mình.
liên tục tại vì mình đang dạy hoặc là đang quay clip nên không thể nào mà nghe máy được, nên các bạn thông cảm. Rồi các bạn cứ nhắn qua Zalo hoặc gọi điện Zalo hoặc là gọi điện trực tiếp cho mình nha. Còn có nhiều khi các bạn nhắn qua SMS, nhiều khi ít khi nào mình để ý lắm nên các bạn thông cảm giùm. Rồi ở đây thì ở đây nó có hai làn, là mình có thể đi vô làn trong cũng được nếu mà xe bên đây chạy chậm quá tốc độ cho phép, đúng không? Vừa mới nói thôi chưa cái gì nó lạng quên vô luôn rồi. Rồi 50 thôi nha, 50 thôi nha, ẩu này nghe em. Ồ, rồi đi tiếp đi, chút xíu nữa qua đó rồi chuyển qua trái. Rồi mở xe nhanh trái giùm thầy đi. Dù người ta đi 50 mình vượt người ta là mình sẽ hơn, lưu ý nha. Ở phía bên phải là cao tốc Liên Khương nha mọi người. Rồi đi thẳng lên luôn, đang đi chung với nhau thì mình đi luôn. Đúng rồi.